chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, trận đánh Bắc Hồ trực tiếp ra trận chỉ đạo, ngược dòng lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do của dân tộc ta, không thể không nhắc tới những chiến dịch mang tính bước ngoặt. Nếu đến bây giờ tướng De Castri vẫn còn cảm thấy mông lung như một trò đùa, không hiểu quân ta vận chuyển pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ như thế nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, thì chắc hẳn Tổng thống Nixon cũng chẳng thấy khá khẩm hơn, khi vẫn tự hỏi tại sao Việt Nam có thể bắn rơi hàng loạt siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ trong 12 ngày đêm năm 1972. Nhắc đến hai chiến dịch lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu trên, người ta nhắc nhiều đến thiên tài quân sự là Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự chỉ đạo từ xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa Bác chỉ biết ngồi bản giấy soạn thư kêu gọi toàn quốc kháng chiến, bởi có một chiến dịch mà Bác Hồ của chúng ta đã đích thân ra mặt trận trực tiếp chỉ đạo kháng chiến. Đó chính là chiến dịch biên giới Thu Đông 1950. Và hôm nay kênh lịch sử sẽ giúp quý vị hiểu tại sao Bác Hồ lại được ví như linh hồn của chiến dịch này. Sau 5 năm kháng chiến, quân Pháp đã ngày càng xa lầy trong cuộc chiến tranh, thiệt hại không ít, nhưng xét về tổng thể và bằng một bí thuật đó là điểm sĩ số, thì quân Pháp vẫn nắm quyền kiểm soát chiến trường miền Bắc, nhận thấy điều này vô cùng bất lợi cho kháng chiến. Tháng 6 năm 1950, Hồ Chủ tịch đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng, quyết định mở chiến dịch biên giới mang mật danh chiến dịch Lê Hồng Phong II. Mục tiêu của chiến dịch không gì khác, đó là tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng một phần vùng biên giới phía Bắc, phá thế bao vây của địch, tiến tới giành quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. Đây là mục tiêu hết sức cấp bách và quan trọng. Mặt khác, nếu chiến dịch thành công, cục diện kháng chiến cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành bước chạy đà hoàn hảo cho những chiến dịch lớn về sau. Trên tinh thần đó, tháng 8 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lệnh phát động cho các địa phương đánh địch mạnh để tiêu hao lực lượng địch, kiềm chế địch, phối hợp với một chiến dịch lớn do Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ đạo. Nổi bật nhất phải kể đến tuần lễ thi đua giết giặc lập công, làm nước lòng nhân dân và các chiến sĩ. Tuy nhiên, phát động chiến dịch là một chuyện, triển khai chiến dịch lại là một chuyện khác. Hơn nữa, chiến dịch biên giới lần này sẽ diễn ra trên địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở, lại xa căn cứ hậu cần của ta, nên việc chuẩn bị bảo đảm cho chiến dịch rất khó khăn. Nhưng quý vị đừng quên, người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch biên giới là ai? Đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã chèo lái con thuyền kháng chiến đi từ hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thế nên những khó khăn trên chẳng có lý nào Bác lại không nhìn ra. Chính vì vậy, người đã đề nghị chính phủ tập trung chỉ đạo tiếp tế cho chiến dịch biên giới và chỉ thị cho các lực lượng tham gia chiến dịch. Chiến dịch Cao Bắc Lạng rất quan trọng. Chúng ta quyết đánh thắng trận này ngày 9 tháng 9 năm 1950. Người ra lời kêu gọi đồng bào ba tỉnh Cao Bắc Lạng: đồng bào hãy tiến lên làm gương kiểu mẫu cho nhân dân toàn quốc, giúp cho chiến dịch được thắng lợi. Dường như chỉ đợi có vậy, hàng vạn đồng bào các dân tộc Cao Bằng rời nhà lên đường đi chiến dịch, làm dân công hỏa tuyến, bạt núi mở đường bắc cầu vận chuyển lương thực, đạn dược, phục vụ chiến dịch. Ai ai cũng hăng hái, người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Mà quá sức mình thì càng tốt, bởi ngay từ đầu cuộc kháng chiến giữa ta và Pháp đã là một cuộc kháng chiến không cân sức rồi. Nếu không có những con người phi thường luôn làm quá sức mình như thế, thì làm sao vạn cổ được thằng Pháp to cao lực lưỡng đến vậy? Bước vào chiến dịch, ban đầu ý định tác chiến của Bộ Chỉ huy là đánh Cao Bằng trước, sau đó chuyển xuống đánh Đông Khê, Thất Khê. Nhưng sau khi phân tích tình hình, Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định đánh Đông Khê để mở màn chiến dịch. Bởi theo người nhận định, ta đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi quân địch tương đối yếu, nhưng lại là vị trí rất quan trọng của địch trên tuyến Cao Bằng, Lạng Sơn. Mất Đông Khê, lính Pháp buộc phải cho quân đi ứng cứu, ta có cơ hội thuận lợi tiêu diệt chúng trong vận động. Quả nhiên biết địch biết ta, trăm trận, trăm thắng. Thêm vào đó, ngày 13 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời sở chỉ huy chiến dịch để đến mặt trận Đông Khê, trực tiếp theo dõi bộ đội đánh trận mở màn chiến dịch. Người chỉ thị cho bộ đội, dù khó khăn đến đâu cũng kiên quyết khắc phục đánh cho kỳ thắng trận đầu. Đêm 16 tháng 9, quân ta bất ngờ tấn công cứ điểm Đông Khê. Kết quả sau 2 ngày chiến đấu ác liệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê. Không phút nghỉ ngơi và ngủ quên trên chiến thắng, người vạch ý đồ tác chiến của ta là Nhự Thú và Trọng, để khép vòng lưới thép tiêu diệt chúng. Chính vì vậy ta đã tiếp tục truy kích và bắt gọn quân địch rút chạy từ Cao Bằng, tiêu diệt hai binh đoàn ứng cứu của Pháp trong những ngày truy kích địch. Bác Hồ trực tiếp theo dõi diễn biến và chỉ đạo trận mở màn chiến dịch tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê. Tại đài quan sát chiến dịch, Bác Hồ liên tục gửi nhiều thư, điện, động viên bộ đội. Như được tiếp thêm sức mạnh, bộ đội ta nhất tề xông lên tiêu diệt địch, giành chiến thắng vang dội. Sự hiện diện của Bác ở mặt trận kháng chiến, nếu nói để giám sát chặt chẽ cũng không sai, vì ngay từ đầu, đây đã được nhận định là một chiến dịch quan trọng. Nhưng lớn hơn, Bác Hồ có mặt ở nơi chiến tuyến, giúp các chiến sĩ của ta như được tiếp thêm tinh thần, sức chiến đấu lên đến cực đại, thì dù kẻ thù trước mặt có là voi cũng lập tức hóa thành muối bị quân ta dẫm bệt thôi. Sau 29 ngày chiến đấu ở vùng biên giới, ta đã tiêu diệt và bắt sống gần 8.300 địch, tiêu diệt 10 tiểu đoàn, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh, giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập Lạng Sơn. Phối hợp với chiến dịch biên giới, quân và dân ta tăng cường chiến đấu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Tính chung cả nước ta đã tiêu diệt 12.000 tên địch, giải phóng 5 thị xã, 13 thị trấn và nhiều vùng rộng lớn. Đây là lần đầu tiên ta mở một chiến dịch tiến công lớn thắng lợi, đánh vào một tuyến phòng thủ mạnh của địch. Chiến dịch đã làm phá sản kế hoạch giờ ve, khiến quân Pháp giảm hết nhuệ khí chiến đấu của chúng. Sau khi chiến dịch biên giới thu đông 1950 kết thúc, Bác Hồ đã trực tiếp đi thăm chiến trường Đông Khê, Thất Khê, thăm hỏi và động viên các thương binh, các đơn vị tham gia chiến dịch, thăm dân công, gửi thư cảm ơn và khen ngợi đồng bào Cao Bắc Lạng. Trong niềm vui chiến thắng, người không quên nhắc nhở cán bộ chiến sĩ và nhân dân, không vì thắng lợi mà kiêu căng chủ quan khinh địch. Chúng ta phải nhớ rằng trong toàn cuộc trường kỳ kháng chiến thì thắng lợi này mới chỉ là bước đầu. Chúng ta cần phải đánh thắng nhiều trận gay go hơn, to tát hơn nữa, mới đi đến thắng lợi hoàn toàn. Với mỗi quyết định chỉ đạo chiến dịch của Bác thể hiện một tư tưởng quân sự vĩ đại, một cái đầu nhạy bén trước những biến động của lịch sử. Mỗi lời động viên khích lệ của Bác với nhân dân thể hiện sự gần gũi, tin tưởng, yêu thương. Việc người ta chỉ đạo tại mặt trận làm cho mọi người càng thấm sâu ý nghĩa quan trọng của chiến dịch. Là lời động viên mạnh mẽ nhất, xúc động nhất, lan truyền trong sâu thẳm toàn bộ đội ngũ dân công bộ đội tham gia chiến dịch, góp phần động viên khích lệ chiến sĩ giết giặc lập công. Điều đó càng thể hiện tính đúng đắn trong đường lối kháng chiến mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính. Chiến thắng vẻ vang của chiến dịch đã giúp ta mở được đường giao thông quốc tế nối liền Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa sau 5 năm bị đế quốc bao vây. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và củng cố, đường liên lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng Bắc Bộ và Liên khu 4 được thông suốt. Quan trọng hơn là chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 thắng lợi đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào kháng chiến, giúp nhân dân tin rằng Đảng và Bác Hồ sẽ luôn cùng nhân dân kề vai sát cánh cho đến khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta có được tự do, độc lập và hạnh phúc. Chiến thắng biên giới thu đông năm 1950 thắng lợi đã 70 năm trôi qua, nhưng hình ảnh Bác Hồ ngồi trên đài quan sát trận đánh mở màn của bộ đội ta ở Đông Khê vẫn in đậm trong tâm trí nhiều người, trở thành hình ảnh đẹp nhất trong toàn chiến dịch. Không chỉ sát sao trong chỉ đạo, cương quyết trong chiến lược, mà người còn vô cùng tâm lý khi luôn biết cách động viên tinh thần chiến đấu kịp thời. Bốn câu thơ người đã làm dành tặng các thanh niên xung phong trên đường đi thị sát tình hình, chuẩn bị cho chiến dịch, là một trong những minh chứng cụ thể nhất cho điều đó. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Chiến tranh đã đi qua, người và những con người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc đã trở thành huyền thoại. Tuy nhiên, đối với những người từng tham gia chiến dịch biên giới thu đông 1950 còn sống trở về, đó là đoạn ký ức không bao giờ quên được, một đoạn ký ức có tiếng súng, có máu đổ, nhưng cũng có cả niềm hạnh phúc và tự hào khi đã được sát cánh cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nên một chiến dịch quả cảm, kiên cường sống mãi với lịch sử. Quý vị có ý kiến gì xin hãy bình luận dưới video này nhé. Quý vị đừng quên thường xuyên cập nhật và theo dõi kênh để có thêm nhiều kiến thức sử học bổ ích.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.